Mộng Thu xin chào khán giả của Đài SBTN. Mộng Thu hiện đang ở trung tâm Phật giáo của chùa Pháp Vân Mississauga để ghi lại buổi lễ thắp nến cầu nguyện cho đất nước được vẹn toàn dưới sự xâm lăng của Cộng sản Trung Quốc. Mời quý vị đón xem chương trình chúng tôi sau đây. Để đồng hành cùng tất cả đồng bào quốc nội, chùa Pháp Vân đã tổ chức một buổi lễ thắp nến và cầu nguyện cho sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 10 tháng 6 của năm 2018 tại hội trường Trung tâm Văn hóa Phật giáo Pháp Vân. Dạ, như trong phần mở đầu tuyên bố lý do của buổi lễ thắp nến vừa qua thì chúng tôi có nói đến cái lý do là vì trong thời gian gần đây nhà nước Việt Nam họ đã có một cái dự luật sẽ được thông qua trong Quốc hội sắp tới là nhường ba cái phần đất quan trọng hiểm yếu của đất nước là Bắc Trung Nam, tức là bên ngoài Bắc là ở Quảng Ninh, ở Vân Đồn, ở tại Trung tức là phía Bắc Khánh Hòa tức là Vân Phong, và ở trong Nam là Phú Quốc, với cái thời hạn là 99 năm cho Trung Quốc thuê mướn. Cái phần đất, phần biển quan trọng của đất nước mà 99 năm dân hiến cho người ta cho vay, cho mượn, cho mướn đất. Như vậy thì không khác nào như là cái tình hình bán nước. Trong cái tinh thần đó thì chúng tôi rất là đau lòng. Dù là một người Việt sống ở xa quê, nhưng có một nhà thơ đã nói, nhà thơ Đỗ Phủ đã nói: cố quốc bình cư hữu sở tư. Tức là dù chúng ta có an ổn một phương trời nào, một nơi chốn nào, nhưng mà đối với quê hương, đất nước, nơi đã sinh ra chúng ta và nuôi lớn chúng ta không thể nào quay lưng với quê hương, với đất nước và phụ lòng với tiền nhân, tiên tổ đã dày công dựng nước và giữ nước, bảo vệ biên cương bờ cõi trong suốt mấy ngàn năm qua để chúng ta có được mảnh giang sơn như ngày hôm nay. Vì lý do đó cho nên chúng tôi tổ chức buổi lễ thắp nến cầu nguyện cho sự toàn vẹn lãnh hải lãnh thổ Việt Nam. Theo truyền thông trong nước cho hay, đại biểu Quốc hội đang chuẩn bị ký thông qua dự luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vào ngày 15 tháng 6 của năm 2018. Và nếu được thông qua, luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 của năm 2018. Trong điều 85, chương 6, điều khoản thi hành, dự thảo luật trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14. Dạ, thưa chị và thưa quý đài, một cái nhìn rất rõ ràng, nếu đạo luật này thông qua thì vô hình chung đất nước Việt Nam chúng ta mà Cộng sản đã ban đức cho Trung Cộng, điều đó điều thấy rất là rõ, tại vì đây là ba đường điểm trọng yếu. Đất nước kế cận của chúng ta đã lâm le và đã có một âm mưu đã từ lâu rồi. Đây chỉ là một sự thực hiện rõ ràng cho cái âm mưu bán nước Việt Nam cho Bắc Triều. Thưa anh, thì chúng ta sẽ bị những thiệt hại gì? Các thiệt hại mà chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta là người Việt Nam sinh sống trên đất nước của mình không được quyền lợi mà bao lâu nay cha ông của chúng ta và quyền con người đã được thừa hưởng. Nói nôm na một điều, thực sự đất nước Việt Nam chúng ta, người dân chúng ta đã rơi vào một cuộc sống nô lệ với người giặc phương Bắc, mà chúng ta không có được một sở hữu, chúng ta không có được quyền cho bản thân của mình, cho đất nước của mình mà bao đời cha ông chúng ta đã gây dựng. Dự luật đặc khu kinh tế cho phép thành lập ba đặc khu: Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa và Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, với những đặc miễn lao động, miễn thuế hay giảm thuế tối đa, cho phép nước ngoài đầu tư hàng ngàn km vuông đất liền và rừng núi, cũng như hàng chục ngàn km vuông mặt biển, thêm lục địa thuộc lãnh hải Việt Nam. Dự luật đặc khu kinh tế cũng cho phép các nhà đầu tư kinh doanh thiết bị, quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, phương tiện chuyên dùng quân sự, v.v. Thứ tự số 4 trong 131 hành nghề trong danh mục kèm theo dự thảo luật trình Quốc hội kỳ 4 và 5. Ngoài ra, dự luật cũng sẽ tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thu đắc quyền sử dụng đất và biển dài hạn đến 99 năm, với quyền chuyển nhượng dễ dàng cho cá nhân, tổ chức thuộc bất cứ quốc gia nào khác. Trong điều 32, mục 2, chương 3. Bức xúc khi mà nghe cái tin ba địa điểm Bắc Trung Nam mà Cộng sản chuẩn bị trên bề mặt nổi là muốn coi như cho thuê, nhưng mà thật sự đó rất là rõ ràng, đó là mặt bán nước. Thì 99 năm nó là một cái chặng đường rất là dài, nó là cả là bốn thế hệ trong đó. Thì
không thể nào mà chấp nhận được cái việc đó. Cộng sản, độc đảng chỉ đại không đại diện cho toàn dân, nói lên cái ý chí đó. Toàn dân không chấp nhận cái chuyện đó. Chỉ có một số nhỏ đảng Cộng sản, độc đảng đã làm những cái chuyện đó. Và tôi rất là vui vì tôi đã chứng kiến, tôi thấy được những đồng bào ruột thịt tôi ở quê hương đã cùng xuống đường rất nhiều thành phố mà trước nay mà tôi không thấy, và lần này tôi đã thấy, và tôi rất là vui và rất là xúc động nhìn thấy những cái cảnh của người già em trẻ, và có những người thanh niên cũng bị đánh, nhưng chúng ta sẵn sàng xuống đường vì một cái quê hương Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ. Cộng sản nó đem ra một cái, sẽ thông qua một cái nghị quyết để mà biểu quyết cái bán 99 năm cho thuê đó. Mình thấy là hổm rài trong đất nước là tất cả những cái nhân dân và nhất là giới trẻ đã rất là phẫn nộ, và họ đã có những cái cuộc biểu tình rất là, có cuộc tham gia rất là rộng lớn để nói lên cái tiếng nói là họ không đồng ý cho cái chính quyền Cộng sản Việt Nam cho mướn đất mà 99 năm rất là dài như vậy. Tại vì nếu mà bán cho 99 năm như vậy là coi như là bán nước. Thật sự nó là rất là đau lòng. Mình đi lúc mình có 15 tuổi, không biết gì Việt Nam, nhưng mà thấy hình cảnh Việt Nam bị đánh đập, bị xô đẩy, bị rất là đau đớn. Không nghĩ là sẽ mất nước Việt Nam. Hy vọng nhà nước sẽ suy nghĩ lại mà đừng để con cháu chúng ta thế hệ sau này phải mất nước, mà con cháu chúng ta sẽ khổ dài. Và em cũng hay thường lên Facebook và cũng hay thường coi tin tức của các anh chị em kêu gọi các cả tuổi trẻ là lên phóng đấu, lên phải ra đường, phải ra và lấy hết sức lòng mình, phải trân trì và phải quyết tâm thì sẽ thành công. Xin cầu ơn chư Phật gia hộ cho tất cả anh chị em dồi dào sức khỏe để lấy sức mà để đối lại với đất nước Việt Nam mình. Là con dân nước Việt, không ai không đau lòng trước sự việc nghiêm trọng có nguy cơ mất nước. Hơn 200 đồng bào Phật tử đã dành thời gian quý báu cùng có mặt để chung lòng cầu nguyện cho quê hương Việt Nam chúng ta. Thưa anh, vừa rồi anh có tặng cho khán giả một bài thơ, xin anh có thể đọc lại cho khán giả của SCBTN. Dạ vâng, đây là, kính thưa quý vị, đây là bài thơ, bài giọt lệ tiền nhân mà khi mà Anthony Chim đang bay từ Calgary qua đến Toronto thì làm trên máy bay, thì vừa rồi cũng được hân hạnh đọc cái bài này trong cái lễ thắp nến. Một lần nữa xin đọc kính gửi quý vị. Giọt lệ tiền nhân, quốc tổ hùng vương bỗng dưng nhỏ lệ, khi cháu con mong rước giặc ngoại bang, bỏ cơ đồ, bỏ gấm vóc gian sang, một thế kỷ dân trào về phương Bắc. Hồn hai Bà Trưng lạnh lùng đau thắt, bên bờ sông mà cứ mỏi mòn trông, thương nước non, Trưng liệt nữ chạnh lòng, ôi nước mất về tay phường gian xảo. Đinh Lê Lý diệt kẻ thù hung bạo, Nguyễn Trần kia cũng lừng lẫy bao phen, mà hôm nay phải nhỏ lệ triền miên, khi đất nước đang mất từng gang tấc. Tiền nhân ơi, xin bỏ qua uất ức, xin hộ trì cho đất mẹ Việt Nam, mãi mãi xanh không còn bọn gian tham, cho con cháu ngàn đời thương trang sử. Thì như là tất cả những người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại, thì cá nhân kia anh đó thì cũng rất là lo cho cái hiểm họa bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ. Cho nên hôm nay có cái dịp được đến cùng với quý đồng hương ở Canada, ở Mississauga, tổ chức buổi lễ cầu nguyện cho vẹn toàn lãnh thổ. Thì Kỳ Anh hy vọng đây là một cái bước đầu tiên để nối chặt cái tình thân của những người Việt ở hải ngoại cũng như những người Việt trong nước, để chúng ta có thể cùng nhau tranh đấu, cùng nhau làm một chuyện gì đó để chúng ta có thể bảo vệ cái sự vẹn toàn của lãnh thổ mà ông cha của chúng ta đã dày công để mà dựng nước và giữ nước cho đến bây giờ. Chúng tôi là hội cựu nhân phải đồng hành với đồng bào trong nước và ngoài nước để ủng hộ, để cầu nguyện cho cái ngày ký cái hiệp định đó không được thành công, thì chúng tôi sẵn sàng gọi là bảo vệ đồng hành với đồng bào trong nước. Vừa rồi là những hình ảnh như lại của phóng viên SBTN. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bỗng Thu, chương trình tại thành phố Mississauga.